Bây giờ anh Phúc tặng vợ một món mà vợ tặng anh Phúc một món, nhà hàng nấu ngay tại chỗ. Trời ơi, tặng một cái món không cay cho chị Phượng là được, đừng có bỏ ớt, cay là được. Em lại xin mời món ăn rất cay để chị Phượng được thử thưởng thức. Em ơi, cái này phải là anh Phúc chuẩn bị sẵn cho chị Phượng không? Ơ em thông đồng rồi mà em biết mà. Đấy là vô cùng thấu hiểu. Vô cùng thấu hiểu đấy. Hay quá. Wow. Mà đẹp quá nha. Quá đẹp luôn. Mình có thể mình mượn mình sống ảo trước khi ăn được không? Gỏi xoài xanh hải sản. Nếu mà để về tín đồ về gỏi thì rất là đam mê. Cái này là cây vừa vừa hay cây nhiều? Được đơn là lên này. Đặc biệt là rất cay. Cho rất cay vào. Rất cay. Nên là do bên order thôi. Order cay quá. Cái này là có cố tình nói là rất cay không? Nói thiệt nha. Một phút rất là bắt đầu. Có không? Có. Trời, em thấy không? Tới phút cuối luôn. Lâu quá hiểu không? Lâu quá không có đút cho vợ ăn. Hôm nay sẽ đút trên truyền hình nữa hiểu không? Vụng về nhưng không sao, rất đáng yêu anh nha. Anh thử một cái nha. Để mình đút lại cho. To thế. Có hoa luôn nè. Chị thôi, cũng bằng anh gắp cho chị thôi mà. Nhưng mà rất gọn. Vâng ạ, tất cả các cặp đôi khi mà đến đây họ đều nói về những cái điều mà họ thích. Đấy, thế nhưng mà hôm nay là em muốn làm ngược lại, nói về những cái sở đoản, sở ghét. Trong cái tính cách của anh Phúc á, là khi mà mình ghét cái gì, mình không thích cái gì thì anh sẽ càng làm cái điều đó. Anh hay xịt nước hoa bị quá lố thì không thích thì anh xịt cho chị sặc sụa và chị không ngủ được, đó là chị kiểu ngất luôn thì anh mới vừa lòng. Tới khi sau này hai người lập gia đình rồi thì anh Phúc anh mới lộ ra, hay là hồi trước lúc mà mới bắt đầu yêu nhau là anh Phúc đã có tính đó rồi? Cái ấn tượng đầu tiên của Phượng là gặp cái ông này là ghét quá đi. Dân chơi, châu chuốt, bóng bẫy hay là làm lố hay là thể hiện ra ngoài là Phượng rất ghét cái điều đó. Và đây là một nhân vật điển hình của trường sân khấu điện ảnh. Lố bịch và không thể nào. Lố bịch nhưng mà lại yêu thề. Ủa anh Phúc sao kỳ vậy? Ấn tượng đầu tiên của Phượng là ghét lắm. Trong lớp anh mọi người kêu là số 1 là sao? Đi học hồi đó là có cái tai nghe. Chạy xe hồi đó đâu có đội mũ bảo hiểm mà chạy đã đeo ngoài đường rồi. Áo ba lỗ cỡ đeo dây chuyền to đùng rồi mà cái quần mà kiểu tệ xệ ở đầu, tóc mũi màu xanh đỏ tím nhạt, có nghĩa là lúc nào cũng là anh có hơi vẻ bad boy nha. Thì đúng rồi, anh qua bên lớp của thầy Công Đinh. Xong anh vô anh chỉ luôn, nói là trong lớp này là tôi thích hai người, anh chỉ luôn là Phượng một người nữa. Tuyên bố trước hai lớp luôn là ở trong lớp bạn là tôi thích hai người, bạn này với bạn này. Tôi sẽ cua được. Treo đuổi hai cô cùng một lúc. Không, nhưng thực ra thì anh cảm tình chị Phượng nhiều hơn. Vì sao mới gặp? Tại vì cái bạn kia là họ đó có bạn họ còn không. À không, em ho thật chứ không quăng gì đâu ạ. Nhưng mà tại sao cuối cùng anh lại muốn chinh phục cô Phượng này? Tại vì bạn kia là có bạn trai rồi, các bạn kia có bạn trai đó, đón luôn trong trường rồi. Còn chị Phượng cái thái độ chị cũng kiểu chảnh chọe lắm. Anh lại càng muốn phải quen bằng được thì thôi. Chinh phục đấy, quen xong mà nó dính mình là mình bỏ cái hạn rồi. Khi đó lúc đó chung nghĩ đầu vậy luôn á. Cho nên chị mới để cho tới 9 năm luôn nó cho bỏ ghét đó. Hồi đó chở đi diễn chết mồ luôn, hồi đó là diễn hài á. Chị Phượng là một trong những nhóm hài nổi tiếng của anh Tiết Cương rồi các thứ, thì anh xin xung phong để anh chở đi diễn là như làm tài xế chở đi. Hành mấy năm đó, trời thì anh vừa đi vừa cua mà, nhưng mà trong cái quá trình chở rồi các thứ thì yêu lúc nào không hay, có yêu thiệt. Thợ săn lại biến thành con mồi đấy. Rõ ràng đây là cái sự cay dành cho anh á. Mình tưởng mình gà cuối cùng hóa ra mình là thóc. Em muốn hỏi là chị yêu chị ghét anh ở điểm gì nhất? À, cái sự thẳng thắn và cái gọi là cái sự chân thật của ảnh. Và anh ấy rất đẹp trai. Hồi xưa không đẹp được như vậy. Hồi xưa chưa dậy thì. Hồi xưa không có đẹp được như vậy. Vừa nãy chị vừa tả như lố bịch lắm trời chị. Yêu cái điểm mà đặc biệt của ảnh và cũng ghét chính cái điểm đặc biệt của ảnh đó. Hay quá. Thưa quý vị, rõ ràng qua cái món chua cay này thôi mà nó vạch ra được rất là nhiều thứ của hai vợ chồng. Cho chừa, hồi nãy là món anh Phúc chọn cho Phượng đúng không? Thế Phượng chọn cho anh Phúc món gì đây? Món gì chồng thích ăn nhất nhở? Bún bò Huế. Anh thích ăn cái món đó. Có nè. Ok, có nha. Khách sạn 5 sao không có gì ngoài điều kiện. Chỉ có là hơi lâu thôi. Ai vậy, Phúc này mình vô phòng ngủ được chưa? Không, chị bớt ngủ được không ạ? Khoan, em chính thức là em thấy là anh Hồng Phúc là tâm hồn anh rất là phong phú. Anh ấy khởi nguồn, anh bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng anh phát triển Hà Nội. Nhưng mà món anh thích nhất là món bún bò Huế. Trong rất nhiều các món ăn thì anh lại thích nhất là món bún bò. Một ngày ba bữa bún bò đều được hết, anh không bị ngán. Nhưng mà cái món này chưa có ăn được như vậy đâu anh ơi. Chị Phượng gửi tặng hết một mớ chanh ở trong cái nước lèo này của chúng ta. Chị phải phát thế này này, cho nó chảy vào khử tay, nó chảy xuống. Chảy phía tay. Có nghĩa là anh hay cãi tới cùng. Mới cưới mà chưa có em bé thì hầu như ngày nào hai vợ chồng cãi nhau hết.
và cãi, mà cãi tức những cái điều rất là vô lý, những chuyện rất là nhỏ nhặt. Sau đó chị Phượng khóc anh mới thua. Nhưng mà chị Phượng chỉ là diễn viên mà nhiều khi chị khóc vì chị vô cái e của chị thôi. Bây giờ mới biết. Em nhớ có cái câu nói rằng là phải đội vợ lên đầu thì mình mới được trường sinh bất tử. Nên em không hiểu sao anh Phúc anh ấy lại cứ phải chiến thắng bằng mọi giá chị như thế. Khoan, lúc mà yêu nhau có cãi vậy không? Không, lúc đang chinh phục người ta mà em đang rất là kiểu như một con mèo quăng dụng. Phải thả lời ông đúng không? Khi mà anh đạt được cái gọi là cái nguyện vọng của mình, hay nếu nói hoặc đơn đó là giả tâm của anh rồi đó, là của mình thì rồi đó mà mới lộ ra chính con người thật của anh. Không, cũng không có giấu đâu, tại vì hồi xưa là vì háo thắng cho nên mới cua cho bằng được tới 9 năm đấy. Chẳng qua là do ngày xưa là không có cơ hội để gây lộn thôi. Không ở chung, nghe không? Khi ai yêu nhau nhà thì nấy. Chở nhau về là về là không ở chung đâu. Còn bây giờ ở chung với nhau thì cái câu chuyện là sẽ biết được nhiều thứ. Chị sẽ biết là anh là thí dụ như toilet không giật nước, hoặc là kiểu như ngủ dậy không gấp chăn màn, là không biết bấm máy giặt. Chị phải làm hết, thì chị tức quá chị nói anh, thì anh bắt đầu anh cái tôi nổi lên, bắt đầu anh mới sực lại. Cãi tới lúc mà cãi thậm chí đưa giấy ly dị luôn mà. Anh nói tại sao mày lại ký chưa? Không, anh chỉ hù thôi, đâu có ký thôi. Nhưng mà mày cũng hù đưa ra giấy. Đúng rồi. Những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Bây giờ thì đã 20 mấy năm nó khác, nghe như lúc nó mới cưới thì nó. Vậy bây giờ lúc mà sống xa nhau thì giờ còn cãi không? Có cãi online nha. Tức là mỗi lần mà gây lộn mà tức quá mà không cãi được nữa là chị sẽ cúp máy luôn, không nghe nữa. Yêu nhau cả chục năm rồi mà anh vẫn còn cái tính háo thắng đó hả anh? Thì phải kìm từ từ chứ đâu có thay đổi liền một lúc được. Khang có như là 20 mấy năm rồi đúng không? 25 năm rồi đó anh. Mà anh vẫn còn chưa thay đổi tính cách tại của mình. Tại vì em hiểu của chị, anh rất là thân thiện với em. Anh đâu có lý do anh cãi em về thì nghĩ là của mình rồi. Đằng nào vợ mà đâu bỏ mà đâu được. Đây là của mình. Khoảng 50 năm là hết. Là khỏi. Có nghĩa là khỏi mình như nè. Có một lần đi bạn nói là mày cứ nghĩ đi. Cái mỗi lần mày cãi lộn mày nói một cái lời nặng nề vợ mày, giống như mày đâm một nhát dao vào tim cô ấy. Khi mà mày quay lại cô ấy đã gục và cô ấy đi người khác rồi. Thì anh mới nói là à, mình cũng phải thay đổi. Tại vì nhiều khi mình cứ háo thắng quá, mình mới nghĩ là người này sẽ không bỏ mình. Thì mình cứ cho những cái lời mà trên trời dưới đất vào hết người này. Thì cuối cùng là không ổn. Thì anh thay đổi từ từ, nhưng cũng phải từ từ chứ anh nghĩ không có thể nào mà nó hết liền một lúc được. Người ta bảo cuộc đời đó chính là cái nghiệp mà mình phải trả ở kiếp này đó chị. Cho nên là mình phải trả hết trong cái kiếp nhân sinh của mình ở đây. Theo cái nghiệp của chị.